Sau khi tìm hiểu nội dung bài tập đọc Chợ Hoa Ngày Tết ở Hà Nội, cô sẽ hướng dẫn các em tiết 3 luyện tập viết hoa chính tả. Đầu tiên, chúng ta bước vào nội dung thứ nhất, tập viết. Tô chữ viết hoa chữ giờ và viết câu ứng dụng. Các em mở sách tập viết trang 11. Cô mời các em quan sát chữ giờ hoa. Chữ giờ hoa cao bao nhiêu ô ly? À, chữ giờ hoa cao 2 ô ly rưỡi. Chữ giờ hoa được viết liền mạch bởi 4 nét. Nét thứ nhất là nét móc ngược trái. Nét thứ hai là nét thắt. Nét thứ ba là nét cong phải. Và nét cuối cùng là nét cong trái. Kết hợp 4 nét này, viết liền mạch không nhấc bút, ta viết được chữ giờ hoa. Bây giờ, các em quan sát cô hướng dẫn cách viết chữ giờ hoa. Đặt bút dưới dòng kẻ ngang số 4, viết một nét móc ngược trái, hơi lượn vòng khi bắt đầu đến dòng kẻ ngang số 1. Kết hợp viết nét thắt tiếp xúc với dòng kẻ ngang số 1. Không nhấc bút, viết liền mạch nét cong phải, liền mạch với nét cong trái và dừng bút tại dòng kẻ ngang số 3. Các em hãy quan sát cách viết chữ giờ hoa thêm một lần nữa nhé. Các em hãy dừng video lại và tô một dòng chữ giờ hoa vào sách tập viết. Khi ngồi viết, các em lưu ý lưng thẳng, không cúi mặt sát mặt bàn. Sau khi tô xong chữ giờ hoa, cô mời các em đọc câu ứng dụng bên dưới. Câu ứng dụng có nội dung là: dưa hấu được bày bán nhiều vào dịp Tết. Để viết câu ứng dụng này, các em tô chữ giờ hoa và chữ tờ hoa. Viết đúng độ cao nét khuyết trên là 2 ô ly rưỡi. Nét khuyết dưới cũng là 2 ô ly rưỡi. Còn chữ tờ là 1 ô ly rưỡi. Các em dừng video và viết câu ứng dụng vào sách tập viết trang 11 nhé. Tiếp theo, chúng ta cùng bước sang nội dung thứ hai, chính tả nhìn viết. Đoạn văn nhìn viết có nội dung như sau. Chợ nhộn nhịp hơn khi có rất nhiều xe chở hoa ra vào. Người bán, người mua, người xem hoa tấp nập, đông vui. Đoạn văn này gồm hai câu. Câu thứ nhất. Chợ nhộn nhịp hơn khi có rất nhiều xe chở hoa ra vào. Cuối câu có dấu chấm. Câu thứ hai, người bán, người mua, người xem hoa tấp nập, đông vui. Câu này có hai dấu phẩy và cuối câu có dấu chấm. Vì các em chỉ học tô chữ hoa nên con chữ cờ và con chữ n các em viết thường. Nhưng các em đã học tô chữ cờ hoa rồi, nếu em nào giỏi có thể viết được chữ cờ hoa thì cô khen nhé. Các em nhìn vào phần nhìn viết trong sách tập viết trang 11 và lắng nghe cô hướng dẫn trình bày. Dòng thứ nhất, các em lùi vào hai ô, nhìn viết lại từng chữ của câu thứ nhất.
cuối câu viết dấu chấm. Tiếp theo, các em nhìn viết lại từng chữ của câu thứ hai. Chú ý, câu này có hai dấu phẩy và dấu chấm cuối câu. Lưu ý, các em viết hết dòng thứ nhất thì xuống dòng thứ hai viết sát lề. Các em hãy dừng video lại và viết vào sách tập viết. Sau khi viết xong, các em nhờ ba mẹ kiểm tra lại xem mình có viết đúng không. Nếu có lỗi sai, các em sửa lại vào phần chữa lỗi chính tả. Cuối cùng, các em đừng quên tự đánh giá. Các em tự nhận xét bài viết của mình có viết đúng chính tả, đúng độ cao và trình bày có sạch đẹp không. Sau đó, em hãy chọn và tích vào mặt cảm xúc cho phù hợp nhé. Sau khi kết thúc tiết 3, chúng ta cùng thư giãn qua bài hát Hoa lá mùa xuân. Bây giờ chúng ta cùng sang tiết 4, luyện tập nói, viết sáng tạo. Các em chuẩn bị sách tiếng Việt tập 2, trang 48 và vở bài tập tiếng Việt trang 22. Các em quan sát bức tranh ở mục nói nghe trang 48 sách tiếng Việt tập 2 và cùng đọc yêu cầu với cô. Hãy cùng các bạn trong nhóm đóng vai người thân trong gia đình để chúc Tết nhau. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì. Các em hãy nói cho ba mẹ nghe đi nào. Các em đã có câu trả lời chưa? Theo cô, bức tranh này vẽ cảnh hai bạn nhỏ đang chúc Tết ông và chị. Bạn gái nói, cháu chúc ông. Bạn trai nói, em chúc chị. Để thực hiện phần luyện tập nói này, các em hãy dùng từ xưng hô với người thân cho đúng. Đối với ông bà hoặc cô chú thì em xưng là cháu. Đối với anh chị thì em xưng là em. Các em hãy dừng máy lại đến gặp ông bà, cha mẹ hoặc người thân đang sống chung trong gia đình để nói những lời chúc Tết đi nào. Các em đã nói được những câu chúc Tết chưa? Cô sẽ gợi ý cho các em bằng một vài câu chúc nhé. Các em cùng lắng nghe nha. Con kính chúc ông bà sức khỏe dẻo dai, sống lâu trăm tuổi. Dịp năm mới đến, con chúc ba mẹ sức khỏe dồi dào và thành công trong công việc. Con hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để ba mẹ vui lòng. Con chúc cô chú công việc thuận lợi, cả năm vạn sự như ý. Sau khi luyện tập nói những câu chúc Tết, bây giờ các em mở vở bài tập tiếng Việt trang 22 ở bài tập số 2, viết một câu chúc Tết người thân trong gia đình. Cô sẽ gợi ý các em viết một câu chúc Tết ông bà. Con kính chúc ông bà sức khỏe dồi dào. Đây chỉ là gợi ý của cô. Các em hãy dừng video lại và tự viết câu chúc mà em vừa luyện nói ở trên vào vở bài tập tiếng Việt. Khi viết xong, các em nhớ đưa cho ba mẹ kiểm tra lại xem mình viết đúng chưa nhé. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô chào các em, chúc các em luôn chăm ngoan và học thật tốt.